Rồi tiếp theo clip của ngày 2 tháng 5 nha. Qua lên cho anh em xem một em trống giáp bơi trà 6 tháng nha anh em. Hiện tại là 2,4 kg. Con này cánh rắn đuôi lao luôn nha. Lông lá còn đâm lông ống rất là nhiều nha anh em. Anh em mang về úp khoảng tầm 2 tháng nữa thôi là con này ra lông đủ, là nhìn rất là ok luôn á. Chàng anh này khoảng tầm 2,7 kg á. Cắn sạch sẽ nha anh em. Lông lá mới mẻ ha. Con này thì em để giá là 2 triệu nha anh em. Mặt à, mặt nhìn rất là cay nha. Con này anh em nuôi mà tầm nó già già là mặt nó cay lắm. Bầy trước của con này thì nó đã có cái thành tích rất là tốt rồi nha anh em. Anh em nào muốn chơi thử bộn, mình bắt con này về mình nuôi cho kỹ mình chơi ha. Con này tầm 2,9 kg là chơi được á. Nuôi cho cứng cho kỹ đi anh em, mình chơi nó an toàn, nó chắc ăn hơn ha. Kết quả nó khả quan hơn. Rồi, giá 2 triệu nha, cực kỳ mềm luôn. Anh em nào comment thì alo em. Chào anh em.